Đây là bọt không chạm khi mà rửa xe kết hợp cùng với lại một cái máy phun rửa xe thì anh em tiết kiệm rất nhiều thời gian và công sức. Bọt này bên tôi thì hoàn toàn là bọt nhập khẩu từ Mỹ hết. Có rất nhiều anh em hỏi về việc mà có bán lẻ bọt hay không. Ok, tôi đã chiết ra những cái can 500ml để cho anh em sử dụng nhá. Tỷ lệ pha có thể là từ 1:20 cho đến 1:120 tùy thuộc vào cái máy của anh em sử dụng nhá. Anh em nên mua kèm theo một cái bình tạo bọt tuyết nữa thì cái việc rửa xe nó thuận tiện hơn rất là nhiều. Anh em phun đều cả xe và lưu ý là không rửa xe dưới trời nắng gắt cũng như là thân vỏ đang nóng nhá, để tránh hiện tượng cháy bọt. Sau khi phun xong rồi thì anh em hãy để chờ khoảng 2 đến 3 phút để cho lớp bọt nó tan. Và mình bắn lại bằng súng áp lực cao là ok, đã sạch tương đối nhiều. Ok, bây giờ thì sẽ bắn lại thôi. Ok, coi như xong lớp bọt 1. Nếu anh em cần phải sử dụng thêm bọt có chạm, tôi cũng sẽ có sẵn những chai nhỏ 500ml dành cho anh em sử dụng bọt có chạm. Với dạng bọt có chạm này anh em hoàn toàn sử dụng với cái bình tạo bọt, hoặc là anh em có thể tự pha theo tỷ lệ với nước nhá.